thưa quý vị, tối ngày 12 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 12 tháng Giêng năm nhâm dần vừa qua, chùa Từ Lâm đã tổ chức tụng kinh dược sư, thắp đèn diên thọ, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh Covid-19 tiêu trừ, thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc nhân dịp đầu xuân nhâm dần cử hành buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoàng Pháp Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự, kiêm tránh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chú trì Chùa Từ Lâm, Chư Tôn Đức trong bồn tự, cùng quý đạo hữu Phật tử các giới và các bạn sinh viên Lào đang học tập tại Thừa Thiên Huế. Trong không khí trang nghiêm thành kính, trầm hương thanh tịnh, Ba hồi chung chống bát nhã được cử hành, Hòa thượng Thích Huệ Phước niêm hương bạch Phật và cử hành nghi lễ cầu nguyện đồng trì tụng kinh dược sư. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương và tại tỉnh nhà Thừa Thiên Huế, nên Quý đạo hữu Phật tử tham dự lễ đều thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch. Đồng thời, Chùa Từ Lâm cũng thực hiện truyền dẫn trực tiếp kết nối rộng rãi với đồng bào Phật tử trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài để Quý đạo hữu đồng trì tụng nguyện cầu.